Bảo với Hằng anh Dũng vào chụp ảnh. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh đây. Anh chưa có bố, bộ phận tiếp tân, bộ phận tiếp khách của gia đình sẽ cánh cổng hòa hạnh phúc. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à, à, à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất duyên chung một nhà. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à, à, à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ai lỡ mất với những thành viên của hai bên gia đình. Bên cạnh đó là những người bạn thân yêu của cô dâu và chú rể đã cùng với chúng tôi đang có mặt tại một không gian tiệc cưới trang trọng tại tư gia đại gia đình của nhà trai chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, để cùng đến với ngày hạnh phúc của chú rể Lê Phương Sánh Duyên cùng cô dâu xinh đẹp Nguyễn Duyên. Lần đầu tiên cho phép Ngọc Sơn đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Tuấn Nguyên xin được thay lời cho hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Hôm nay là một ngày vô cùng là đặc biệt và quan trọng đối với chú rể Lê Phương và cô dâu Nguyễn Duyên. Cho phép Ngọc Sơn xin mở đầu câu chuyện tình yêu ngày hôm nay bằng hai từ nhân duyên. Thưa quý vị, hai từ nhân duyên trong tình yêu nó rất là đặc biệt. Nó đưa chúng ta đến những nơi cần phải đến và gặp những người cần phải gặp và yêu những người cần phải yêu. Cũng giống như câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính của chúng tôi ngày hôm nay, chú rể Lê Phương và cô dâu Nguyễn Duyên. Họ đã bắt đầu từ một tình bạn thật đẹp, một tình yêu trong sáng, để rồi trải qua những năm tháng, những cung bậc và những cảm xúc của tình yêu. Thì hôm nay hai bạn đã quyết định sánh duyên chồng vợ, xây dựng cho mình một mái ấm gia đình của hạnh phúc. Và đây cũng chính là lý do mà tất cả quý vị đã có mặt tại đây để cùng chúc mừng cho giây phút tuyệt vời như vậy. Lần nữa thì mời tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi hướng ánh nhìn về trung tâm sân khấu và dành một tràng vỗ tay của mình để cùng chào đón sự hiện diện của chú rể Lê Phương và cô dâu xinh đẹp Nguyễn Duyên bằng những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Cưới là một ngày vô cùng là trọng đại mà tất cả các cặp đôi đang yêu nhau nào cũng vậy, cũng đều mong muốn và khao khát mình sẽ là chủ nhân của ngày đó. Và hôm nay thì hai bên gia đình, họ nhà trai và họ nhà gái đã long trọng và tổ chức nghi lễ thành hôn dành cho cô dâu và chú rể. Lúc này thì mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những lời phát biểu trao dâu của bất trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng và kính mời. Kính thưa các
cụ, các ông, các bà, các bác, các cô thì cùng đây các đây bạn thân hữu của cô dâu và chú rể. Tôi là bác của cháu Duyên và cũng là được bái nhiệm làm trưởng đoàn của nhà họ nhà gái. Lời đầu tiên là tôi muốn giới thiệu đến, trước tiên thì tôi cảm ơn tất cả sự có mặt của con họ nhà trai và các cụ, các ông, các bà, các bác, các bạn thanh niên là có mặt ở đây đón tiếp chúng tôi một cách nồng nhiệt, cho nên chúng tôi có một lời cảm ơn như vậy. Cái thứ hai là tôi giới thiệu các thành phần của họ nhà gái lên đây, gồm có các cụ bà, cụ ông, và có các ông bà, cô bác, cô chú bác của cháu Duyên, và cậu gì, nói chung là đầy đủ khuôn mặt của quan họ nhà gái là đến đây để ra mắt và trao dâu cho con họ nhà trai. Thì trước tiên là tôi muốn nói về vấn đề, tức là trao cháu cho con họ nhà trai là thành phần như vậy, và cái kết cục là mong các cụ nhà trai đón tiếp cháu Duyên một cách nồng nhiệt, và sau này có hướng dẫn cho cháu chu đáo để biết làm cháu, làm con, làm dâu và làm vợ và làm anh chị trong gia đình. Mà nếu cháu thì lớn có học nhưng mà không có kinh nghiệm của cuộc sống, chưa thành thạo kinh nghiệm của cuộc sống, cho nên là các cụ nên có bất những cái gì mà dạy bảo đến nơi đến chốn. Tôi mong là như vậy. Chúng tôi xin được cảm ơn những lời chia sẻ, những lời phát biểu đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái. Và để đáp lại những tình cảm đó, thì mời tất cả quý vị và chúng ta cùng đến với những lời phát biểu nhận dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, cũng như có lời cảm ơn đến toàn thể quý vị. Xin được trân trọng và kính mời. Xin thưa các đại biểu, các ông, dâu rể nhìn đây em ơi. Cô gì chú bác của họ nhà gái, tôi xin được thay mặt là dâu nhận cháu Duyên chính thức hôm nay trở thành con dâu của Dung và là cháu cô dâu của gia đình chúng tôi và là thành viên của đại gia đình của chúng tôi. Và như tôi thấy là theo lời dạy của các cụ, con gái là con của người ta, con dâu mới là chính là con của mình. Đấy là một cái hiển nhiên. Do vậy tôi mong rằng bà Dung em dâu tôi, tức là mẹ chồng của cháu Duyên, sau này có cách sống đối với con dâu mà quả đại đại lượng và không chấp để có gia đình nó được tâm phục. Đó là cái quyền vọng của chúng tôi sau này. Và cũng tiếp theo lời hướng dẫn của ông chủ nhà gái, tức là tôi mong rằng hai gia đình chúng ta cố gắng giúp đỡ dạy bảo cũng như là hỗ trợ cho hai cháu nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống của từng gia đình và từng địa phương. Đó là thì nó sẽ trong cuộc sống nó sẽ hòa thuận, chứ không dễ xảy ra những cái việc mà không hiểu như nhau. Đấy. Nhưng mà cái chính nhấn lại mạnh này một lần nữa là cái chính là mẹ chồng phải đại nước và không chấp nhận. Vì tôi nói trong cuộc sống thì báo cáo như thế này,
đối với con dâu mẹ bố chồng thì rất là dễ hòa nhập và rất thông cảm, nhưng mà đối với sống và mẹ chồng là rất phải chú ý, đối với cháu Duyên là phải chú ý, nhưng đối với bà Dung phải mang đến là đại lượng cho con, nhưng đừng có nó nói câu không phải với mình là không nên được luôn. Có người chúng tôi thấy kinh nghiệm của cuộc sống như vậy, không thì nói thì cũng nói dài. Tôi xin chúc tất cả hội hôn chúng ta, hai gia đình chúng ta mạnh khỏe, tình cảm của hai gia đình chúng ta mỗi ngày được siết chặt hơn. Cuối cùng là chúc cho cái hội hôn của chúng ta đến hôm nay là thành công tốt đẹp 100%. Kính chào các quý vị trong buổi hội hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay sum họp chúc Mai tình trong một khắc mà nghĩa dài trăm năm. Hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng chung một nhà. Chúng tôi xin được cảm ơn những lời phát biểu trao dâu nhận dâu chân thành và cởi mở đến từ hai bác trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình. Vậy là hai bên gia đình đã có thêm thành viên mới, và trong giây phút này xin mời hai bác trưởng đoàn hãy dành cho nhau một cái bắt tay thật chặt để chính thức kết tình thông gia. Quý vị hãy dành những tràng vỗ tay của mình để chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi bền chặt. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều trong ngày chung đôi, trong ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể. Thì xin mời hai bác trưởng đoàn sẽ cùng hướng dẫn cô dâu và chú rể sẽ trở vào trong nhà trong để làm lễ gia tiên, cũng như đi mời nước các cụ, công, các bà. Xin mời. Nghi lễ gia tiên là một nghi lễ hết sức trang trọng của con người Việt Nam chúng ta. Năm tưởng nhớ các bậc cha ông đi trước đã cho con cháu có ngày vui, ngày hạnh phúc như ngày hôm nay. Thưa quý vị, rất là tuyệt vời cho hai bên gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái cùng với hai bạn Lê Phương, Nguyễn Duyên được vui mừng được đón tiếp đến sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý đã có mặt tại đây để dành những lời chúc phúc cho hai bên gia đình, dành những tình cảm yêu thương cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi lần nữa thì xin được mời tất cả quý vị chúng ta tiếp tục vào ngày hạnh phúc của cô dâu và nghi lễ thành hôn ngày hôm nay. Luôn thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống, bằng những tràng vỗ tay của tất cả quý vị gia đình, họ nhà trai, họ nhà gái, những người bạn của cô dâu và chú rể, những người làm chương trình chúng tôi để lên cũng như là những lời chúc mừng này. Thì mây sẽ bay và đủ yêu thương, hạnh phúc yêu thương ngọt ngào. Khi mà hai bạn mời nước các cụ, các ông, các bà thì sẽ cùng di chuyển ra sân khấu để thực hiện các nghi. Cô dâu và chú rể, họ có đẹp đôi không ạ? Có không ạ? Nếu như có thì hãy có to lên một chút và dành những tràng vỗ tay lớn hơn một chút được không quý vị? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều, những tràng vỗ tay của tất cả quý vị cùng với những lời chúc mừng hạnh phúc. Thưa quý vị, trong khoảnh khắc này thì Ngọc Sơn cùng với tất cả quý vị sẽ cùng viết lên câu chuyện tình yêu ngày hôm nay với nghi lễ đầu tiên. Đó là cô dâu và chú rể, hai bạn sẽ cùng trao cho nhau đôi vòng nhẫn cưới. Chữ nhẫn tình yêu tượng trưng cho một vòng tròn không có điểm đầu, không có điểm cuối, và tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, và luôn nhắc nhở cô dâu và chú rể sẽ luôn có trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân sau này. Từ nha. Hãy dành một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng. Thưa quý vị, vừa rồi chúng sẽ cùng quay vào nhau để thực hiện một nụ hôn đầy ngọt ngào, đầy hạnh phúc. Ở dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị, bằng những tràng vỗ tay của tất cả chúng ta, xin mời Lê Phương, bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy dành cho vợ mình một nụ hôn đầy ngọt ngào, đầy hạnh phúc ạ. Vỗ tay lớn quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì Ngọc Sơn cùng với toàn thể quý vị, hai bên gia đình cùng đến với thưa quý vị, những tầng bánh cưới tượng trưng cho đầy những mật ngọt. Kể từ những khoảnh khắc này, giây phút này thì hai bạn sẽ luôn sẻ chia những điều tuyệt vời, ngọt ngào và lãng mạn như chiếc bánh kem đầy hạnh phúc, đầy yêu thương. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều.
Xin mời hai bạn cùng đến với thác ly champagne. Thưa quý vị, rượu là sự kết tinh và hòa hợp của những hương vị trong cuộc sống. Xin ông nam của rượu được ví như tình cảm của cô dâu và chú rể họ dành cho nhau. Nếu như rượu được tạo bởi nước và những hương vị trong cuộc sống, thì hạnh phúc tạo bởi sự hòa hợp và chân thành đến từ hai trái tim. Thưa quý vị, để nghi thức rót rượu champagne được diễn ra thật trang trọng và ý nghĩa, xin mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng vỗ tay để cùng chúc mừng. Tiếp tục chén champagne thứ hai ạ. Chén champagne thứ hai thì các bạn khui ra và rót ra những ly rượu ở phía dưới, và số rượu còn lại thì xin mời hai bạn tiếp tục rót. Ngày chung đôi, ngày hạnh phúc. Chú rể Liên Phương, cô dâu Nguyễn Dê, tay trong tay, vai kề vai, họ đã cùng đến với nghi thức rót rượu champagne đầy hạnh phúc, cùng với những lời chúc mừng của hai bên gia đình. Xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Sẽ cùng di chuyển ra vị trí chính giữa. Về phía bên gia đình họ nhà trai, chúng tôi xin là trân trọng và kính mời mẹ của chú rể Lê Phương. Về phía bên gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin là trân trọng và kính mời mẹ của cô dâu Nguyễn Duyên. Và cùng với đó là hai bác chủ đoàn đại diện của hai bên gia đình. Trân trọng và kính mời các ông các bà sẽ cùng di chuyển ra sân khấu để đón nhận những ly rượu hạnh phúc, những ly rượu cảm ơn của cô dâu và chú rể trong ngày chung đôi hạnh phúc của mình. Xin mời hai mẹ. Thưa quý vị, hiện diện trên khán phòng hạnh phúc lúc này đây, một hình ảnh rất đẹp và đầy hạnh phúc của gia đình chú rể Lê Phương và cô dâu Nguyễn Duyên. Để cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị, chúng ta sắp xếp thời gian công việc của mình đã có mặt tại nghi lễ thành hôn ngày hôm nay, thì xin được mời gia đình chúng ta sẽ có một cái cúi đầu thay lời cảm ơn. Xin mời. Xin cảm. Trong khoảnh khắc này thì xin mời cô dâu và chú rể mỗi người một ly rượu để của hai bên gia đình. Đoàn trong việc chèo lái con thuyền hạnh. Tiếp theo thì xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng lên mẹ cho mẹ hạnh phúc trọn vẹn. Và hai ly rượu còn lại đó là ly của cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, lúc này Ngọc Sơn cùng với tất cả quý vị, chúng ta cùng kết nối tình thông gia của hai bên gia đình. Ngay bây giờ thì xin mời đại gia đình chúng ta cùng nâng cao ly rượu lên một chút ạ. Khi Ngọc MC đến từ 3 đến 1 thì cả gia đình chúng ta cùng cụm ly vào ly của cô dâu và chú rể. Sau đó thì xin được mời các ông các bà chúng ta cùng nhấp ly rượu yêu thương. Còn cô dâu và chú rể sẽ cùng quay vào nhau để thực hiện nghi lễ rượu giao môi. 3, 2, 1, xin mời cụm ly. Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay của mình để chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình mãi mãi bền chặt. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng quay vào nhau để thực hiện nghi lễ rượu giao môi. Xin mời các ông các bà cùng nhấp ly rượu yêu thương hạnh phúc ngày hôm nay để những ảnh gia lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời kết tình thông gia của hai bên gia đình. Xin cảm ơn các ông các bà rất nhiều. Xin mời các ông các bà sẽ cùng để những ly xuống bàn. Xin được mời hai bác chuẩn đoàn cùng với mẹ của cô dâu sẽ di chuyển bước. Và xin mời mẹ. Con mẹ của chú rể Lê Phương sẽ có món quà, để có món quà dành tặng cho con của mình, hạnh phúc của hai con. Chú rể Lê Phương cùng với những lời chúc mừng hạnh phúc, mong hai con là dâu hiền và rể thảo hạnh phúc trọn đời. Xin cảm ơn món quà yêu thương đến từ bà Lê Thị Dung, mẹ của chú rể Lê Phương, bằng những tràng vỗ tay của tất cả quý vị. Và món quà tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng và kính mời lên sân khấu, đó là món quà của chị gái, chị Hằng. Xin mời chị sẽ chị gái cả nhà mình qua bên này. Món quà yêu thương dành tròn cho chị. Quay về sau đi em ơi. Rồi, tay thì qua. Rồi.
xin mời chị ạ. Chị sẽ có những món quà đầy hạnh phúc ngày hôm nay anh chị dành cho hai em của anh chị rất nhiều. Xin được chúc cho đại gia đình anh chị luôn xin được cảm ơn em tất cả hai gia đình chúng ta cùng tất cả hội thôn. Và thay mặt gia đình xin mời họ toàn thể họ gái thay lời mời của gia đập đình của bà Lê Thị Dung câu cấp bà quý vị khách quý đặc biệt đó là cười nhau.